cười lò nè, chắc là biết ngay mà. Nhiều cái quang thì cần thời khi nào chạy. Rồi đây, rồi. Hút gió lại cho nghe. Kéo dây một tí cho nó có gió. Cái sự cháy hơi phức tạp. Hoa giảm nhỉ? Đang cháy không? Cháy à, bớt lại cài cười tiếp. Nói ra bố lão chứ mang cái đống mà vàng mã này mà đốt bếp gì nấu canh những khối thứ đấy. Toàn giấy xịn khô nhỏ. Sạch sẽ. Yếu rồi. Lại rồi. Hơi vừa cháy nào. Ổn dậy kệ. Ổn dậy nào.
hút lên. Kìa, cháy. Cháy được rồi. Con người phun ra lửa, nó phun vĩ đại thế. Tiếp cận được mặt trời. Ngọn lửa mang năng lượng. Bây giờ vẫn giống như là lửa. Nó thoát ra khỏi lửa đâu. Dựa vào trời.